chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi Party Animal. Let's go! Yeah! Ủa mà là từ hôm nay nhìn không giống Party Animal, giống đá banh Animal thì hơn á. À cái gì? À, thật ra là ngày hôm nay chúng ta vẫn sẽ chơi Party Animal nhưng mà phiên bản gọi là đá banh, hiểu không? Đó, thật ra cũng không phải là đá banh không đâu. Tí nữa còn nhiều trò khác vui hơn nữa ngoài đá banh nữa, hiểu không? Đó. Wow. Nhưng mà trò nào khác không chứ chị không thích đá banh nha, chị không thích nha. Thôi rồi, rồi tí nữa đi, tí nữa em kiếm cho chị được chưa? Trời ơi, chơi chung với mấy cái bà nữ này á là phải gọi là chơi mấy cái trò kiểu nhảy dây nè hay là banh đũa mới được, hiểu không? Đúng rồi, à. Đó, cái này cũng là banh nhưng mà đá banh chứ không phải banh đũa. Thôi được rồi. Bây giờ ấy à, cái gì em muốn sao em muốn quấn em vậy Muôi? Thì đá banh mà, đá banh thì vẫn là đánh nhau thôi. Trời ơi, đá banh nhưng mà từ từ đâu nhất thiết phải đánh em ngất xỉu vậy đâu chị? Trời ơi các bạn. Chị đấm nhầm nha. Bà sao? Bà mới tôi đi đâu vậy? Sang mà cho 5000, chiều mà cho 5000. Đội nào vậy? Thôi bỏ tôi ra đi, tấu hài vừa thôi mấy bà, tấu hài vừa thôi. Rồi rồi bây giờ mình nói luôn nha các bạn nha, ngày hôm nay á thì mà Muôi mới nhanh cái gì? Ngày hôm nay bọn mình sẽ chơi game. No! Trời ơi. Ngày hôm nay bọn mình sẽ chơi game cùng với nhau và nếu như mà Muôi với lại Sam mà chiến thắng mình á thì Muôi với Sam sẽ được mình đãi cho một bữa ăn siêu to khổng lồ siêu ngon luôn. Còn nếu như mà Muôi với lại Sam á mà thua thì sẽ không được mình đãi một bữa ăn. Ok không? Ôi lời chứ không sao. Lời. Thông báo thông báo cho những bạn nào chưa biết á thì sắp tới á là mình sẽ chuẩn bị làm một cái kiểu series mukbang. Cho nên là mình sẽ ăn rất là nhiều đồ ăn và đứng. Trời ơi, từ từ. Tôi chưa nói xong hết nữa các bạn này, chưa gì đã vô rồi trời các bạn này. Rồi cho Phong nói xong rồi, cho Phong nói nè. Rồi, cái cả nó đẹp không? Cái cả nó đẹp chứ sao vậy? Đẹp ở chỗ nào? Đẹp ở chỗ nào? Đẹp ở chỗ nào? Một người giữ tôi lại, một người nắm cái banh kéo vô thì đẹp chỗ nào? Đẹp à. Thì tôi chỉ muốn nói là sắp tới là tôi sẽ có một cái kênh là kênh mukbang, hiểu không? Cho nên á là bọn tôi chuẩn bị xuất cái banh vô. Trời ơi, trời đá banh mà đập nhau. Nhanh lên Phong ơi, nhanh lên. Xuất cái banh vô. Xuất cái banh vô Phong ơi. Gọi là ít lợi thế hơn các bạn, hiểu không? Thôi được rồi, trong lúc đang chờ trái banh, mình dẫn trái banh vào trong thủ môn bên kia thì mình sẽ nói cho bạn biết luôn. Sắp tới mình sẽ làm một series về mukbang và bọn mình sẽ ăn rất là nhiều đồ ăn lạ. Cho nên là nếu như mà Muôi với Sam mà thắng mình thì mình sẽ mời Muôi với Sam vào video đầu tiên của kênh mình, ok? Rồi. Sao kêu trái banh đi của tôi. Sao đừng cái banh kem đậm luôn vậy? Đá trái banh vô nè. Đá vô Phong ơi. Đá trái banh vô. Sam lộ Sam lộ một vòng luôn. Thủ môn đây. Đây đúng rồi, Messi đây đúng rồi. No, đừng mà. Rồi, biết đãi. Hai người vô hai trái rồi, bây giờ trái này nhường cho tôi đi. À cho anh cho. Tất nhiên là không rồi. Bây giờ mình người được bàn thắng mà mình còn được người được ăn nữa, tội gì mà không bạn. Để giữ phòng. Đánh cái banh bay về nè. Ủa sao bây giờ mình thắng rồi vậy ơi? Mình thắng rồi. Nhưng mà lần chơi game này cho phép. Đếm chặn lại. Chặn lại sao? Mình mới thấy Sammy lăn phát, ca Muôi cũng mới vừa lăn phát. Trời ơi, còn có mấy giây nữa sao kịp? No! Rồi, sao rồi? No! Trời ơi. Đây là một cái trận đá banh mà nhạt nhất từ trước đến giờ mình từng thấy. Chưa thấy trận nào nhạt như trận này luôn. Làm sao tôi sẽ chụp hình trước? Không để em được. Tôi chụp hình trước. Sao tôi xỉu rồi? Thế nè. Tôi đâu? Không có Muôi đâu. Oh my god. Trời ơi cái trò này. Ây da, trời ơi chưa gì mới vừa vô mà thấy thua trận đầu tiên hơi bị xàm rồi nha các bạn nha. Thôi không sao, dù gì cũng còn hai trận lận, không sao hết. Anh Long, trời ơi Muôi ngầu vậy anh Long. Anh đem. Ngầu quá chị ơi. Anh cá sấu là gọi là
chùm giang hồ. Nhìn ngầu nhìn, vậy. Nhìn cái vòng kìa. Ủa, mấy em đeo kính chẳng lẽ không cho anh đeo kính hả mấy em? Dạ, em đâu dám nói gì đâu. Ủa rồi, cho gì đây? Cái này hình như tôi biết được là mình phải lấy mấy cái cục sang bỏ trong cái chỗ kia để xe chạy nhanh hơn, hiểu không? Đây là đi tới tới mà. À, là mình sẽ vừa đánh nhau rồi mình vừa lượm mấy cục than này hả? Đúng rồi, mình lượm than đi thôi. Mình lượm mấy cục than này sau đó là mình đem lại ngay cái lò nướng mình bỏ bỏ vô. À, cái này đúng không? Ui được nè. Ui tàu tôi chạy nhanh hơn rồi, À thì ra trò là như vậy. Đây. Tôi sẽ làm nhanh hơn. Ui khoan từ. Nhưng mà như vậy thì hơi khó nha các bạn nha, tại team mình chỉ có một người thôi. Ui ông nào còn bắn cung tôi vậy? Ai bắn tôi vậy? Đúng rồi. Để em mọi người. Team tôi đã có một người đã khổ rồi giờ còn chơi trò bắn tôi nữa. Sao bắn chật không vậy em? Bắn không ai nào trúng vậy? Ác thiệt sự, không sao. Sam lo bắn thì Sam sẽ không phụ Mui. Mui không làm nhanh bằng mình đâu. Đây, đẹp nhắm. Sam nhắm gì sao? Sao tôi bắn không chặt vậy cho mình? Mình thật sự là có ích không Sam? Thế rồi em giục đi, mở mày mới bắn. Chị đang nghĩ là nếu mà em bắn như thế thì đây là em đi bê than đá cùng với chị khéo nó còn có lợi ích hơn đó em. Thế Sam từ nãy giờ đứng bắn tôi nhưng mà tôi chưa dính viên đạn nào hết. Ây da! Bắt chung rồi. Đó. Thì mở sao? Ây da! Bây giờ team tôi chỉ có một người, team bên kia hai người thì làm sao tôi nhanh bằng team kia được? Game này không công bằng. Trời ơi, tôi tức quá, tôi ước gì tôi có vũ khí lúc này. Ây da! Bắn tôi ngất xỉu luôn rồi. Ây da, mà bắn tôi ngất xỉu luôn rồi. Trời ơi, sắp được ăn rồi Sam ơi. Đây. Không làm được gì đâu, không làm được gì đâu chị. Đừng bắn tôi ngất xỉu đây à. Ông cái tự té không à, thật luôn. Sao mà cái em này khó chịu quá hả? Ây da, trời ơi, cái tàu của tôi chậm hơn tàu của Mui rồi, tàu Mui chạy hơn một đoạn nhanh luôn rồi. Xin lỗi à. Thôi bây giờ là chắc chắn là mình thắng rồi nè. Bây giờ mình Đây. Chẳng lẽ là tôi lại thua tên... tôi lại thua Mui với lại Sam cách nhanh chóng vậy được? Tàu mình sắp tới nơi chị ơi, trên bản đồ là sắp tới nơi rồi. Cái gì vậy chị? Mà làm gì? Trời ơi, đây cái rồng cũng múa nữa hả? No! Đẹp. Còn có 50+ giây nữa à, Sam ơi đừng bắn tôi được. Cái nhiệm vụ của tôi là tôi tính tiền là phải bắn ông chứ giờ sao vậy? Thôi đừng bắn nữa. Ây da. Mấy bạn nhìn mà sao mới đứng bên kia mà cứ nhắm mình kìa. Mà sao mới đứng bên kia mà cứ nhắm mình, nhìn ghét thiệt sự luôn á trời. Sam ơi, nhìn tiền kìa. Này, một lần nữa nha. Thôi, tàu nó đi ngang rồi chị ơi, chị qua không được đâu. Không sợ. Không sợ. Chị làm cái gì vậy chị ơi, chị là sếp em đó. Trời ơi, sao tôi bắn sao không được ta. Đứng vậy là tôi là người chuyên nghiệp phải không? Sau khi nhưng sao sao bắn trúng được hay vậy? Mui ơi Sam ơi, thôi không mấy game này á là phải chơi hai người mới công bằng chứ game này một. Ủa? Sao Mui qua đây được vậy? Mui qua đây hả Mui? Mui cười hả Mui? Trời ơi, mình giật tua. Chứ sao nữa, trời ơi. Quá đỉnh. Ủa, tôi slow. Chán quá đi. Ây da, trời ơi. Tại sao tôi lại có thể để thua hai trận một cách cay đắng như vậy? Mà xàm xí thật sự luôn trời. Thôi, không làm đại ca nữa. Mình làm trở nên đánh. Bây giờ sao là đại ca nha, đại ca Sam nha. Ủa, cái gì vậy? Tự nhiên từ em điểm đổ rồi. Còn đó, em là vua cá mập chịu không? Này là nó là cá mập thường thôi, là cá mập gọi là cường hóa hai mắt lé đai bên này đó. Thôi rồi, okay. Bây giờ tôi sẽ đổi qua gọi là con rồng cho nó mạnh, hiểu không? Oh my god. Nè, hai chị em kia, từ từ đánh cho nói chuyện nè. Yeah. Hai chị em kia, tôi nói với hai người biết nha. Từ nãy giờ ngứa quá, từ cho gãi cái mông coi. Ok rồi. Cái gì vậy, nói chuyện mà ngứa là sao vậy? Từ nãy giờ hơi khó chịu hai người nha, cho nên là trận này là tôi là cân hai luôn, chấp cả hai luôn, chấp nhận chưa? Ok. Chứ chẳng lẽ nãy giờ chơi 1-1 hả? Nãy giờ thua nhiều quá là màu thôi. Wow. Em coi nè. Ủa sao dễ vậy? Bị đánh con cái lên dưới rồi. Ủa chị tròn giao diện nút mà sao chị đánh mà cháy vậy chị? Chị không biết. Không ổn rồi. Đánh ra.
thấy xấu hổ lắm. Sam ơi, Sam đừng thấy. Ngày ngày lắm hay ơi, ngày lắm ơi. Ê, ủa, sao tiếng xíu ơi. À, Mui có cơm gì khúc. Ây á, Mui ơi. Ủa, cái gì á? Ủa gì chị, chuyện xảy ra vậy? Kì em nghe coi, em ra ra chỉ chân chị ơi. Gì vậy? Ủa gì vậy chị? Chị không biết. Thôi thôi thôi, cho lại thêm trận nữa rồi không, cho lại thêm trận nữa rồi không. Ủa sao nãy ba tưởng đấy, ba trận thắng mà. Ủa sao vậy? Sao này ba thì ba trận là ba trận thắng, nhưng mà thôi cho thêm trận nữa đi, cho cố gắng thắng trận cho đỡ quê được không? Ôi nhá, ok nhá. Ôi đừng cười nữa, đừng cười nữa. Ây da, trời ơi, tức quá mà. Trận này nhất định là mình phải giành được chiến thắng đó. Ừ, để coi có con gì tôi, đẹp đẹp. Tôi vô tội nha, tôi là một chú cún dễ thương. Thôi em và Sammy đào cá mập đi. Sao ơi, sao nhìn Phong này sao? Cưng hả? Cưng vậy. Thôi được rồi, lần này Phong sẽ chọn cái con khỉ đột màu trắng này. Hy vọng rằng nó sẽ giúp cho Phong mạnh hơn. Vô, ok, đến với trò chơi tiếp theo của chúng ta. Sẽ là một trò chơi nó khá là đặc biệt. Đó chính là chúng ta sẽ nắm cái cần gạt nè. Đó, mở cần gạt này, biết để làm gì không? Gì vậy? Cái cần gạt này nó sẽ mở ra một cái khiên. Đó, cái khiên này nó sẽ chắn lại, không cho mình bị hút vô trong cái cánh quạt, Sam hiểu không? Ồ, đây. Bà Mui chưa gì, bà cầm cây, bà quýnh tôi kìa. Ồ, mình sẽ ôm Sam, mình sẽ ôm Sam. Wow, đó, tôi bảo vậy. Ok, đó, không bị gì hết thấy không? Bà Mui. Bà chơi, bà lập chị. Ây da, bà lập chị, bà chơi gì đâu bà ơi. Không bị gì không? Ủa, Phong rồi. Ủa, Phong cái này á. Ủa, gì vậy? Mui nè. Ây da. Sao quýnh Phong con cá không rớt rồi sao? Ủa, Phong ơi, cái này biết Phong biết gọi là gì không? Tí thì không có chủ đó, thôi mời ăn sẵn đi Phong ơi. Mời ăn không? Tín hiệu chủ không hả? Tín hiệu vũ trụ nè này. Sao ơi, bắn trúng. Này thì tín hiệu vũ trụ nè. Một người đi rồi. Sam đi đây. Sam đi đâu? Sam đi đâu? Kéo gì không kéo gì hết trơn á. Tạm biệt Sam nha. Sam chuẩn bị bị hút đi rồi. Được, Phong ơi, tôi xin lỗi ông ạ. À, giật điện tôi chi vậy bà nội? Trời ơi. No, đừng Phong ơi. Đừng Phong ơi. Ai thắng? Trời ơi. Hay quá Sam ơi. Bằng cách nào đó? Em không biết. Từ từ thôi, mình tránh ra cho Phong chụp ảnh đi. Nhìn cái mặt Phong đúng cục kìa. Mình rửa mặt thôi. Mình rửa mặt thôi. Nhưng Phong không à. Tại sao trong lịch sử chơi game của Phong Cận mà Phong Cận lại thua thảm hại trong một video như thế này? Trời. Không cười nha. Thua thảm hại luôn, trời, cay thiệt sự luôn á. Phong biết sao không? Tại vì Phong tính làm kênh ăn mà Camui cũng làm kênh ăn, nên là vũ trụ đang bảo là hãy mời Camui ăn đi. Đó. Không, thật ra mấy bạn là sắp tới đây Phong sẽ làm một cái series là review những cái đồ ăn độc lạ ở trên kênh của Phong Cận TV. Đó, cho nên là thật ra nếu như mà Mui với lại là Sam mà không có thắng trò này thì Phong cũng mời mà. Đó, đâu cần phải thắng đâu. Đó, nhưng mà Phong nói thắng hả? Làm màu vui thôi. Đó, ok. Nhưng mà Sam nhường. Ok, tí nhiều nha. Ok. Coi như là mình nghĩ rằng video đến đây cũng đã rất là dài rồi. Chứ mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Thật ra là hết video rồi chứ không có còn gì đâu mà nhường. Ủa? Đánh 4 trận thua hết 4 trận nhường gì nữa. Nhường thắng cũng thắng được đâu. Ôi hết rồi bạn ơi, coi như mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn và những video hẹn gặp lại các bạn. Và nếu các bạn thích video này, đừng quên hãy nhấn vào nút like video này và nhấn vào nút đăng ký kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Tạm biệt. Bye.